Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Trong vlog này mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút ít kinh nghiệm của mình về việc đi mua nước hoa và cách bảo quản nước hoa làm sao nó dễ dàng nhất mà đạt được hiệu quả tốt nhất. Thì trên tay mình đây đang là một chai nước hoa mà mình không thích. Thì chắc hẳn là khá nhiều bạn đặt ra câu hỏi là tại sao không thích mà vẫn mua. Thì mình nghĩ đây là một cái trải nghiệm khá hay của mình. Mình trước khi mua chai nước hoa này thì mình có đọc khá nhiều review và xem khá nhiều video của các vlog nổi tiếng rất là khen ngợi chai nước hoa này, nhưng mà khi mua về thì mình thấy nó thực sự không phù hợp với cái gu mùi hương của mình và cái phong cách ăn mặc của mình, nên là em nó luôn nằm trong góc tủ của mình. Vậy phải làm sao để các bạn có thể mua một chai nước hoa đúng với tiêu chí của các bạn đặt ra thì hãy theo dõi hết vlog này nhé. Cái điều đầu tiên mà mình muốn chia sẻ ở trong phần kinh nghiệm đi mua nước hoa, mình nghĩ có lẽ là các bạn nên tập cho mình cái thói quen đó là tìm hiểu về sản phẩm mà mình muốn mua. Đối với những bạn đã mua nước hoa nhiều và có kinh nghiệm thì mình không nói, nhưng đối với những người mà lần đầu bước chân vào thế giới mùi hương, chưa xác định được cái gu mùi hương riêng của mình, thì các bạn có thể lên mạng và search top 5 chai nước hoa, 10 chai nước hoa, thậm chí là 15-20 chai, để các bạn tìm ra một cái chai nước hoa mà nó thể hiện cái phong cách của bạn, thể hiện cái mùi hương và cái độ tuổi của bạn. Nếu các bạn có thời gian thì các bạn nên đọc những cái review hay là xem những cái video của các vlog về để xem các phong cách, các thông tin về các nốt hương và các độ tuổi khuyên dùng của chai nước hoa đó, để các bạn đưa ra những cái lựa chọn chính xác nhất. Thì đối với mình thì sau khi mình lên được cái danh sách những chai nước hoa mà mình muốn thử thì mình sẽ đến các trung tâm thương mại hay các cửa hàng nước hoa lớn để thử nó trực tiếp lên da. Còn nếu không được thì các bạn có thể thử lên giấy. Và sau khi thử xong thì các bạn nên ra về. Tại sao mình lại bảo các bạn ra về? Tại vì đối với mình thì để đánh giá một chai nước hoa có phù hợp với bản thân mình không thì nó phải cần có rất nhiều thời gian để các bạn có thể đánh giá được cái yếu tố, cái mùi hương đầu, mùi hương giữa và mùi hương cuối và cái độ bám tỏa chai nước hoa đó. Thì đến cuối ngày thì các bạn có thể cảm nhận được tất cả những cái yếu tố đó. Và nếu như bạn thích cái mùi hương nào thì bạn hãy nhớ tên của nó và đến trung tâm thương mại hay cửa hàng nước hoa mà bạn đã thử để thử lại một lần nữa và đưa ra cái lựa chọn có nên mua nó hay không. Về việc thử nước hoa thì mình nghĩ là các bạn nên xịt trực tiếp lên da của mình để có thể cảm nhận được tốt nhất. Thường thì mình hay xịt lên cổ tay này, khuỷu tay trong này và mu bàn tay. Như vậy là các bạn đã có 3 điểm và hai tay là các bạn có 6 điểm và các bạn có thể thử ít nhất là 6 mùi hương. Nhưng mà mình nghĩ các bạn không nên thử quá nhiều tại vì nó sẽ làm loạn mũi của bạn. Về cái cách thử mùi hương thì mình nghĩ các bạn nên thử những cái mùi hương nhẹ nhàng trước rồi mới đến những cái mùi hương nó mang cái tính chất mạnh mẽ như là gỗ hay là gia vị hay là phương đông thì các bạn nên thử sau, để tránh việc là những cái mùi hương mạnh nó sẽ át những cái mùi hương nhẹ. Về cái cách bảo quản nước hoa thì mình nghĩ đây là một vấn đề khá đơn giản nhưng mà khá là nhiều bạn mắc phải những cái lỗi sai làm ảnh hưởng đến cái chất lượng của chai nước hoa. Mình thì mình thường hay để nước hoa ở những chỗ kín đáo, tránh ánh sáng và độ ẩm nó ở mức tương đối. Mình thấy khá là nhiều bạn để nước hoa ở trong phòng tắm, nhưng mà đây là một nơi có độ ẩm rất cao, nó sẽ làm ảnh hưởng đến các phân tử trong chai nước hoa khi bạn xịt ra. Và mình còn thấy một cái khá là buồn cười khi là nhiều bạn mang nước hoa theo người nhưng mà lại để ở trong cốp xe máy hay là để trong ô tô. Tại đây nhiệt độ rất là cao, nó sẽ làm hỏng nước hoa của bạn, làm cho nước hoa của bạn không còn mùi hương hay màu sắc đúng như cái ban đầu nữa. Vừa rồi thì là một chút ít kinh nghiệm của mình về việc đi mua nước hoa và cách bảo quản nước hoa. Các bạn có những đóng góp hay những cái ý kiến nào về phần này thì các bạn hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe kênh của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye.